Dan bới tấp tấp, buổi biểu diễn âm nhạc miễn phí. Subin tuyên bố chưa muốn lấy vợ. Lấy vợ anh Sơn ơi, mình chính là chưa nhá. Hả? Chưa đâu. Binz lúng túng khi bị fan đánh úp. Một điều cuối cùng mà FC muốn nhắn nhủ đến anh đó là 35 tuổi rồi, cưới vợ đó anh ơi. Vào tối ngày 21 tháng 5 năm 2023, dàn ngôi sao của Space Speaker kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ tài năng khác đã đồng loạt đổ bộ ở ký túc xá khu B, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để biểu diễn phục vụ cho hàng vạn sinh viên. Đây là buổi biểu diễn âm nhạc miễn phí nằm trong chuỗi sự kiện Space Day của Space Speaker Label. Sách diễn của Subin mang lại cảm xúc mãnh liệt cho các bạn sinh viên. Trên sân khấu, anh thể hiện khả năng hát live và khí chất ngời ngời khi kết hợp biểu diễn cùng ban nhạc. Nam ca sĩ biểu diễn mashup Đã Đến Lúc và Black Jack. Sau đó anh like ca khúc ra mắt của anh Beautiful Monster khiến tất cả sinh viên vô cùng mãn nhãn. Trong màn giao lưu, Subin khiến khán giả phấn khích khi chia sẻ mình chưa có ý định lấy vợ. Đáp trả những chiêu trò hài hước của fan, nam ca sĩ táo bạo vén áo khoe một phần cơ bụng. Khi được hỏi có thích uống trà măng cụt không, nam ca sĩ còn dí dỏm hẹn khán giả cùng đi uống trà măng cụt sau khi chương trình kết thúc. Đến sách diễn cuối cùng của Benji, sức nóng trong đêm diễn đầy đến đỉnh điểm. Bắt đầu bằng màn live cùng đàn guitar với hai ca khúc OK và Cho Mình Em, anh đóng gục trái tim của nhiều fan nữ bằng chất giọng ngọt ngào. Sau đó các fan của Benji tổ chức sinh nhật bất ngờ cho thần tượng ngay trên sân khấu. Vì không hề biết trước và chưa chuẩn bị tinh thần nên màn đột kích của fan khiến Benji vô cùng lúng túng. Không nằm ngoài số phận với Subin, giọng ca OK cũng bị fan dục cưới vợ ngay trên sân khấu. Hàng loạt khán giả còn đồng loạt gọi tên một nhân vật khác khiến Benji đã lúng túng, lại thêm phần ngượng chính mặt. Sự xuất hiện của Big City Boy càng khiến không khí nóng hơn bao giờ hết. Kết chương trình với tiết mục Nguyên Team Đi Vào Hết, tất cả nghệ sĩ bước ra sân khấu cùng Benji cống hiến những năng lượng cuối cùng cho các bạn sinh viên. Nguyên Team Đi Vào Hết đi đến đâu là đốt cháy sân khấu đến đó và đêm nay cũng không phải ngoại lệ. Tất cả nghệ sĩ của chương trình bùng nổ cùng hàng vạn sinh viên và màn bắn pháo hoa vô cùng ấn tượng, mang lại cái kết đẹp cho School Fest Space Day 3. Bên cạnh Subin và Benji, sân khấu Space Day 3 còn mang đến những bản hit quốc dân như You Fly, Nếm Và Hoa được Dramatic biểu diễn theo phiên bản hoàn toàn mới. Ngoài ra ba ca khúc trong album Space Jam Volume 1 của Space Disco Label như Nắng Lên, Miss Kim, On Maxi lần đầu được hát live. Màn kết hợp ấn tượng của Chicha 22 cùng phủ đạo nóng bỏng của Emily cũng khiến màu sắc chương trình trở nên vô cùng đa dạng. Những nghệ sĩ trẻ như Gonzo, Lil Win, SMO, Amy Lo, KC, Konzi cũng khiến khán giả bùng cháy với năng lượng khuôn ngầu của hip hop. Space Day là chuỗi sự kiện giao lưu biểu diễn của Space Speaker Label tại các trường đại học. Trước đó nhà Space Speaker đã đổ bộ ở Đại học Văn Lang và Đại học Kinh tế Quốc dân. Hai đêm diễn miễn phí của Space Day thu hút hàng chục nghìn sinh viên. Space Day đã khẳng định giá trị kết nối, chia sẻ và là sự kiện được các sinh viên chờ đợi. Ngày 31 tháng 10 năm 2011, Space Speaker ra đời với sự dẫn dắt của Juliver. Qua 10 năm, các thành viên gồm Juliver, Sutati, Primastic, Subin, Binzy, Kimmy, Cool Seven, Kiên Ứng, Slam V, Tính Lê và Triple D đã trở thành những tên tuổi kỳ cựu, thành công trong rap, hip hop nói riêng và nhạc Việt nói chung. Tưởng chừng ba thương hiệu chẳng có gì kết nối, song xét về lịch sử phát triển, phong cách đặc tính, họ có những điểm tương đồng. Cả ba đều là những cái tên đình đám trong lĩnh vực của họ và cũng là những tập thể đi qua nhiều giai đoạn phát triển của thời cuộc nhưng vẫn duy trì bền vững bản sắc. Cũng từ đây, ta thấy được ranh giới giữa hai lĩnh vực thời trang và rap hip hop xóa nhòa. Họ xuất hiện cùng nhau để tạo ra vũ trụ mới và ở đó mọi thứ đều trở thành có thể. Theo Tulliver, anh muốn tạo hệ sinh thái xoay quanh âm nhạc của Space Speaker, những trải nghiệm thuộc về thế giới bên trong tâm trí. Trong khi đó, định hướng của El Official đã sẵn sàng bước vào giai đoạn mới, nâng cấp thời trang lên tầm cao với sự dịch chuyển có tên Transition Beyond Fashion. Anh cho biết nhóm đề cao tính kỷ luật, không buông thả hay tự do như người khác vẫn nghĩ về những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật. Tôi thích kỷ luật và tin rằng kỷ luật là môi trường tốt cho sáng tạo hơn là sự tùy hứng. Dự án Space Day còn là nơi để Space Speaker Label kết nối, hỗ trợ các nghệ sĩ trẻ tài năng trong giới rap hip hop tại Space Day 3. Các rapper P-Queen, Amilo, Lee Win, SMO, KC, bộ đôi Jacklet Kim Chi Sinh nhận lời mời biểu diễn ở sân khấu lớn cùng các nghệ sĩ đàn anh tại Space Speaker. Ở các sự kiện Space Day tiếp theo, Space Speaker Label hứa hẹn sẽ mang đến các đêm diễn bùng nổ với những gương mặt nghệ sĩ mới triển vọng.